Chúa Tể Sơn Lâm ngồi kế con Thanh Long và mẹ Quan Âm, có cần để lên nhập phần xác. Người nào lòng trong thì múc nước sẽ trong ha. Mọi người ơi, hiện tại clip kế tiếp của mình là mọi người, mình đã lên tới đỉnh của núi Két, đứng từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh ở khu vực đồng bằng phía bên dưới nè mọi người. Nhìn rất là đẹp, hoành tráng. Bên kia khu vực bên kia đó. Đó, khu vực này nè là núi dài năm giếng đó mọi người, hay còn gọi là Thủy Đài Sơn nhé. Nhìn xuống khu vực đồng bằng thấy những cái ngôi nhà, ngôi chùa ha, rất là đẹp ha. Ở khu vực này thì có tượng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên lưng một cái con Thanh Long, con rồng xanh. Mọi người thấy ở khu vực này có mấy con khỉ nè mọi người. Khi mình đến đây mình cúng những cái trái cây đó thì chúng đến đây chúng lấy chúng ăn. Cảnh báo cho mọi người thì những khỉ đây thì nói chung thì nó cũng hiền lắm, nó cũng ăn trái cây thôi. Nhưng mà mình nghe nói á là khi các bạn cầm điện thoại mà livestream hay quay phim đó, những nhiều khi nó chơi đùa như thế nào đó, nó giật điện thoại của mọi người mất nha. Thì cẩn thận mấy chuyện này. Đó, con khỉ rất là to luôn, khỉ nè mình quay nè. Có con khỉ ngồi trên kia rất là to nữa. Chúa Tể Sơn Lâm nè mọi người. Đó. Chúa Tể Sơn Lâm ngồi kế con Thanh Long và mẹ Quan Âm. Ngồi khi mà tới đây người ta ăn trái cây đó, người ta cúng trái cây đó thì nó trái cây nè mọi người thấy nó xách xách trái cây chạy qua đó, thấy chưa, ngồi chơi đó, cắn bông phá bông gì. Mình đi cái thời điểm này thì cũng gần tới sắp tới hè rồi nên hoa phượng nở rất là đẹp ha. Thì ngoài những cái con khỉ to như thế á, có những con khỉ nhỏ thì nó tập trung ở những cái cành cây thế này, truyền qua truyền lại nè, rất là nhiều luôn ha. Đây nè, anh khỉ chúa đang ngồi ăn. Và con khỉ này khỉ cái nè chú ha. Nó đang có con thì có cho con bú nữa. Đó. Đó. Khỉ cái. Khỉ này giống khỉ đít đỏ hay gì nè. Còn hai khỉ kia con nghĩ là con của khỉ này nè. Đó, bởi vì nó phá, nó lấy bông, nó nhảy, nó phá nè. Cái khu vực giếng tiên này người ta có viết chữ là lưu ý, nước giếng thỉnh uống, cấm tắm gội nè mọi người, để cho nước mình được tinh khiết và sạch hơn. Đây, thì nè mọi người thấy, khu vực của cái giếng, nó sâu xuống dưới ha, nó sâu dưới kia, để mình zoom lại cho mọi người cùng xem nha. Đó. Ở dưới đó nó có nước đó mọi người. Nắng sáng lên chút nha. Mọi người thấy. Anh so sánh rồi cái chai nước của mình mới múc lên có ai trong hết. Hình như lấy cái chai này trong hơn nè, là lông cái chai đó hơn lên nhìn sao. Mà chứ đây có cặn mà. Làm sao thấy được thì em thử múc coi. Đây em thử đi. Nhớ lên nha, chừng kẹt cái bụng lên nha. Rồi. Hổ cái bụng vô. Hổ cái bụng vô. Nè, cái nắp nè. Người nào lòng trong thì múc nước sẽ trong ha. Ừ, chứ ông là cái ông quay phim đây là ông không dám xuống múc rồi đó. Ông sợ múc lên nước ăn thui. Trong mà người ta phải gan dạ, đúng không? Sẵn sàng ta múc. Đó. Đó, cái này là nhiên tiền. Trong cái đục đục mà. Đục, vậy là nước đục. Nước trong nó đục quá, chứ không phải là do gì đâu. Đúng, người ta chỉ tương chuyện vậy thôi. anh đem lên đâu bỏ vô coi ai lòng ai trong hơn đâu rồi, nước của tôi rồi. Của ông là tôi, của ông là tôi thấy có cặn rồi đúng không? Tại như là tôi với ông anh này giống nhau đó. Người ta nói lòng trong thì múc nước trong nha, lòng đục thì múc đục và chung là anh em ta. Ờ quay riêng, tôi thấy riêng anh này là trong nè, ông này là đục mà có cặn luôn nè bà con.
đâu đâu mà bây giờ dây nào của ông đâu, đưa tao coi coi. Nói đi, đâu quay cận lại đâu. Nước là nước thiên nhiên chứ không phải là ông mà chai này của ai, chai này của ai. Sau khi nhờ anh bạn mình hút được chai nước ở Vĩnh Tiên, bây giờ mình sẽ lấy mình rửa mặt nha. Sao mà chai nước Vĩnh Tiên mình rửa mặt nghe mùi nước thuốc lốt các bạn. Nãy chai này chai nước thuốc lốt. Thì do trời mưa trơn trượt nên anh em mình đi cũng cẩn thận, mới vừa mưa nè, anh em phải chui vô hang để trú ẩn. Tới đây mình thấy có những cái dòng chữ mà được khắc ở trên đá nè mọi người. Lịch sử của Phật Thầy Tây An khai mở Anh Vũ Sơn năm 1851 và Đức Quỳnh giáo chủ về khu vực Sơn Tiên. Có viết bài Diễn Long Két đó mọi người. Thì Đức Quỳnh giáo chủ là giáo chủ của một tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, cũng là phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì mọi người lên mạng sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ngày ha. Thì bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ đi qua cái cầu phía khu vực bên đây ha, tiếp tục đi qua khu vực bên kia. Cái cầu rất là đẹp ha, hồi nãy có con khỉ chúa rồi giờ nó bò qua tới bên đây luôn nè mọi người. Đi wow, nè mọi người thấy cái đá này nè, tự trên mẹ Quan Âm lúc nãy đó mọi người, xuống đây rất là treo leo và hiểm trở luôn nè. Đó, để mình tiếp tục đi qua bên kia nha. Thì đi đến khu vực cầu bên đây thì mình vẫn thấy có những cái dòng chữ khắc trên đá. Thì mọi người có dịp đến đây sẽ đọc kỹ hơn về những cái giáo pháp, những phương pháp tu hành của đạo Phật giáo Hòa Hảo, phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Đó, sắc lệnh Bửu Sơn Kỳ Hương đây. Đó, có Phật Thích Ca nằm sắp sửa nhập Niết Bàn, cái tượng của Phật nè mọi người. Thì đó, mọi người thấy trong rất là bình yên. Mọi người thấy, rồi tiếp tục mình sẽ qua bên kia. Dài dài lên khu vực đỉnh này có rất là nhiều dòng chữ ghi trên đá, là tất cả đa số đều là sấm giảng giáo truyền của Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Giờ đi lên cái cầu này luôn, tiếp tục mình đi lên. Đi lên trên đây thì mình phải bỏ dép phía dưới để giữ cái sạch sẽ nơi khu vực linh thiêng nha mọi người. Đi lên trên. Lên đây mọi người thấy rất là nhiều người luôn. Đó, mọi người đang thành tâm cúng bái. Vô tình mình đi lên khu vực này có rất là nhiều phái đoàn đi cúng và khấn vái khu vực Sơn Tiên nè mọi người. Mọi người thấy cái khu vực Sơn Tiên này rất là linh thiêng nha mọi người. Như trước mắt mọi người thấy á, là có một vị đang có căn để lên nhập phần xác. Mọi người thấy. Mọi người thấy rất là linh thiêng nha. Đó, thì ai mà đi đến đây mà có căn có gốc gì đó, lên cái bàn thờ của Quyền Trung và bàn thờ Phật
nơi đỉnh núi này thì họ sẽ về. Mọi người thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thịnh Đại Đại Đằng Chư Quang Bồ Đề Thị Trên Thành Năm Năm Bảy Núi Cảm Ứng Chính Giờ Ba Tấn Chính Trên Cấp Quang Bát Giới. Một cái thông tin cũng ít, nghe nói mình đi tìm miếng tiên hoài, nó có khe nhỏ vừa người mình xuống à? Gì hả? Mình nói luật pháp mà hay quá, em ở vàng không biết. Căn cái duyên gặp gì hả? Người có căn tu mới thấy được cái giếng ha. Mọi người ơi, thì clip của mình đến đây xin được kết thúc nha. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì xin cho mình một like, một subscribe và một comment để mình có thêm động lực làm thêm những video clip kế tiếp thật là hay để gửi đến tất cả các bạn cùng xem nha. Rồi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.